6년 만에 극적으로 한국 여자 축구 대표팀이 월드컵 본선 무대를 누비게 되었습니다. 이번 대회 3위까지는 올라야 올해 열릴 10월 도미니카에서 개막하는 FIFA U17 여자 월드컵에 진출할 수 있는 자격이 주어집니다. 첫 번째 경기였던 북한과의 경기에서 우리 한국은 무려 7골을 내주며 무너지는 바람에 4강행이 까마득해 보였지만 우리 대표팀은 끝까지 포기하지 않았고 필리핀을 압박한 덕분에 천금 같은 동점으로 지금에 올라설 수 있었죠. 그리고 올림픽 결승권을 건 3-4위전에서 우리와 맞붙은 중국은 충격적인 소림축구 플레이로 또 한 번 경악스러운 경기를 보여줬습니다. 남자들의 경기라 불리던 축구에서 그들보다 더 치열한 경기를 치렀는데 대체 이번 경기에서 어떤 충격적인 일이 일어났는지 다 함께 감상해 보시죠. 嘛, Trung Quốc đã thể hiện trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì Dông Du Xin khá nguy hiểm, các cầu thủ Trung Quốc cho rằng bóng đã chạm vào tay Jae Min Seong. Hàn Quốc họ đang đá với sơ đồ là 4-4-2, xuất sắc, không bao thêm một cú đá nữa. Và cú đá thứ hai thì bóng đã nằm gọn trong tay của Hao Xuân. Chúng ta vừa nhắc về cái tên bên nữ thế giới diễn ra tại Cộng hòa Dominica. Và trận đấu này là một trận đấu để tranh tấm vé cuối cùng của châu Á, không bao đội Việt vị và vẫn kịp dành cho Hàn Quốc. Cái xin phép à, không được, tình huống treo bóng vào của rất bảo hiểm của Wang Dantong. Wang Zuiyun dừng bóng tốt, cái xin phép à, một không dành cho U17 nữ Hàn Quốc. Và đó là Casifea. Một sự hiệu quả khi mà ngày hôm nay Casifea được huấn luyện viên Kim Eun Sung sử dụng ngay từ đầu. Sau khi nhận được một đường tình huống tạt tỉa má ngoài rất hay của Simon Zeo. Một pha dứt điểm bóng đi rất nhẹ của mà Trung Quốc họ đang đá thì Jazier đang chơi cao nhất trên hàng công của Trung Quốc. Cơ hội không được. Người đã có được hai bàn dành cho Trung Quốc tại vòng chung kết năm nay, Lee Soo Han. Lee Soo Han, không vào. Một cơ hội rất ngon ngăn dành cho Trung Quốc để cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Một lần nữa Lee Soo Han, Casifea. Cứ bên trong của đội trưởng Wang Zuiyun, rất hay, cơ hội không được. Và nếu như các đối thủ khi chạm trán được Liu Xingwen hay là những người có thể chơi trên hàng công như là Xiao Ziwei, Zhang Zuxin, Yuan Jiazi chưa được. Tiếp tục là một pha dứt điểm. Đó là một chủ đích để giải quyết tình huống nhiều hơn. Đến từ Wang Dantong. Wang Zuiyun, một pha tự làm khó mình của Wang Zuiyun. Rất hay cơ hội. Zhang Kekan. Tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho Trung Quốc. Sau đó thì đã có tiếng còi của trọng tài Sujino rồi. Một tình huống mà trọng tài xác định là lỗi của Jang Kaekan với thủ thành Woo Soo-min. Thủ thành áo số 1 của Hàn Quốc cũng đã rất dũng cảm trong việc lao ra. Và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại hiệp đấu được. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp đấu thứ hai của trọng tài Sujido cũng đã được vang lên. 19 này xuất hiện. Chính xác hơn, đó không phải là cú đá của Saji Fan mà là pha ra chân của Liu Jeju. Joshinji không được. Tiếp tục là tạt nữa đến từ Trung Quốc, đã đâu khá nguy hiểm.
Ở hiệp đấu thứ nhất thì thời lượng kiểu số bóng trung bình của Trung Quốc là tầm khoảng. Sau đó đường truyền của Samsung đã không thể tiếp tục loại bỏ được Su Sung Hui. Cơ hội dành cho Trung Quốc là bắn cong, không được. Và kết thúc của Song Su Shin. Seo Min Jae Yong chưa rõ ý đồ. Và đường truyền của Lee Si Chung cũng quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của đối phương. Su Sa. Bên trong vòng cấm của Hàn Quốc thì chưa có quá đông các nhân sự của. Và đường truyền của Lee Si Chung cũng quá đơn giản đối với hàng phòng ngự của đối phương. Su Sa. Khi mà hai cầu thủ vào sân thì sẽ đá chắn vào các vị trí trước. Mizo Jihei. Liu Zhezhu. Đá bóng của Wu Shubin, cơ hội. Không được. Lộ ra nhiều cái khoảng trống hơn, ở phòng sẽ lớn hơn. Wu Zhe. Rất hay. Phía bên trong của Sake Gan, cơ hội. Cú sút. Và đó là Dong Zhujie. Và một đều dành cho Trung Quốc ở trong trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay. Rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những pha dứt điểm và cũng rất nhiều những sự thay đổi người đã được tạo ra. Là Hàn Quốc về phía đối thủ của mình, một sai lầm, cơ hội. Kashifa, Kashifa. Tiếp tục là Kashifa. Goal! 2-1. Quá nhanh, quá nguy hiểm dành cho Hàn Quốc. Và đây là cú đúp của Kashifa. Một sai lầm thật sự là đáng một món quà dành cho Kashifa để giúp cho số 19 hoàn thành được cú đúp của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một sai lầm rất sơ đẳng của Lin Suza và Kashifa trong hai cú đá.
이번 승리로 인해 김은정 감독은 16년 역사를 가진 여자 U17 대회에서 여자 감독 최초로 월드컵 진출을 성공시키는 기적을 만들었습니다. 때문에 피파도 축하해줄 만큼 대단한 주목을 받는 스타 감독이 되었죠. 김 감독의 건승을 기원하며 오늘의 영상을 마치겠습니다.